vùng núi bắc bộ là nơi được cảnh báo có mưa to kèm thời tiết nguy hiểm vậy thì những nơi nào đã có mưa lớn chị xuân anh Vâng, theo cập nhật thì mưa lớn cũng đã xảy ra từ đêm qua rồi và cục bộ như là tại Hà Giang thì ghi nhận là lượng mưa lên tới cả chục mm à, cụ thể là lên tới 50mm à, quý vị khán giả có thể quan sát trên ảnh mây vệ tinh để thấy rằng là mây lúc này thì đang phát triển nhiều ở khu vực Tuyên Quang và Thái Nguyên những chỗ này là những nơi đang có mưa to nặng hạt và dự báo là mưa sẽ còn tiếp tục xảy ra trong ngày hôm nay đối với khu vực vùng núi thì có Hà Giang cao bằng hay là khu vực Tuyên Quang Bắc Cạn, Quảng Ninh là những nơi cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Vùng màu xanh lá cây này là những nơi mà rông mạnh mưa to có thể lên đến cả trăm mm. Trên địa hình đồi núi thì sẽ lại càng dễ xảy ra các hiện tượng như là lũ quét, sạt lở đất cục bộ. Và nguy cơ về lốc, xét, gió giật mạnh cũng lại dễ dàng hơn đối với những khu vực còn lại bao gồm cả thủ đô Hà Nội thì mưa khá ít và thậm chí có những nơi còn không có mưa và mức độ xảy ra thời tiết nguy hiểm cũng sẽ thấp hơn do mưa không đều nên là trưa nay thì những khu vực đó sẽ khá oi nóng về nhiệt độ cụ thể đối với thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Sơn La hay là tại Lào Cai thì nhiệt độ khoảng là 32 đến 33 độ cục bộ tại Điện Biên Phủ còn nắng nóng 35 độ. Các nơi khác như Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Phòng có mưa nhiều, 30, 31 độ cảm giác dễ chịu. Ở Việt Nam thì lúc này mưa cũng vẫn đang còn xảy ra ở khu vực Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh bến tre hay là Tiền Giang là những nơi mà độ phản hồi mây màu đỏ như thế này. Dự báo khoảng 1 đến 2 tiếng nữa thì mưa ở đây sẽ tạm giảm và đến trưa chiều thì mưa mới quay trở lại và không chỉ có ở khu vực Nam Bộ mà mưa sẽ còn lan cả lên khu vực Tây Nguyên. Cảnh báo sẽ có những nơi mưa lượng khá là vùng màu xanh đậm này đi kèm với đó là nguy cơ về lốc, sét và gió giật mạnh. Do có mưa sớm nên là nền nhiệt tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là toàn Tây Nguyên Nam Bộ sẽ không vượt quá 34 độ. Chỉ riêng có con tum là nắng nóng cục bộ 35 độ. Tại khu vực miền Trung thì mưa cũng chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối ở Thanh Hóa và Nghệ An. Còn các nơi khác, nhất là khu vực từ Hà Tĩnh trở xuống đến Quảng Ngãi thì vẫn bao trùm là mức nhiệt nắng nóng màu cam đỏ này là từ 35 đến 36 độ, một số nơi ở vùng núi có thể trên 37 độ. Thời gian nóng nhất sẽ là từ 12 đến 16 giờ. Chuyển sang thời tiết biển. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, ngày hôm nay thời tiết khá tốt, trời có nắng tầm nhìn xa trên 10 km và gió ở đây khoảng cấp 4, Tại huyện đảo Trường Sa thì lại lưu ý có mưa rông rải rác và nguy cơ kèm theo cả lốc xoáy cũng như gió giật mạnh. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết mà tôi muốn cập nhật vào đầu ngày mới. Còn bây giờ xin mời quý vị trở lại với chị Trần Hằng. Vâng, cảm ơn chị về những dự báo vừa rồi.